Chào mọi người, chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Rồi. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào anh Minh Bảnh. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Hiền, hiện tại em 28 tuổi. Bạn làm nghề gì? Dạ, em là điều dưỡng ạ. Rồi, mời bạn nam. Em tên Hò, năm nay em 30 tuổi, em làm kiểm định viên ạ. Kiểm định là kiểm định dạ, cái gì? Bên công ty em thì có cầm cố thì chẳng hạn như kiểm định vàng, bạc hoặc là điện thoại, laptop gì đó. Bạn tới bạn kiểm định để định giá phải không? Dạ, đúng là định giá chị. Có khi nào kiểm tra nhầm không? Dạ, cũng có, lâu lâu cũng bị. Mình kiểm định con người được không? Dạ, cũng được anh, đó được. Kiểm định tôi còn bán nhiêu phần trăm? Anh được cho hết rồi. Hết luôn hả? Dạ rồi. Trời ơi, không có phần trăm nào hả? Trời ơi, kiểm định tệ vậy trời. Quê bạn ở đâu? Dạ thì em ở Nha Trang ạ. Bạn nữ mình là quê ở Củ Chi luôn hả? Dạ đúng rồi chị, em nhà Củ Chi luôn ạ. Thế mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua cũng được 2 mối tình rồi chị. Mối tình gần đây nhất là chia tay bao lâu? Em chia tay được 4 tháng hả chị? Mới có 4 tháng à? Bây giờ 4 tháng rồi. Mới 4 tháng thì đi kiếm một. Mới 4 tháng rồi. Cái gì mà mới 4 tháng lên đây ngồi rồi lẹ vậy? Ủa hà, mới 4 tháng đi kiếm bồ khác rồi hả? Mối tình đó lâu không mà? Dạ 8 tháng rồi. Mối tình 8 tháng, chia tay 4 tháng. Chị mối tình đầu tiên thì bao lâu? Dạ. Mối tình đầu tiên quen bao lâu? Được 6 tháng chị. Thì 6 tháng. Mối tình kế tiếp chuẩn bị thì mình mấy tháng? Em chuẩn bị theo năm chứ không theo tháng nè. Tháng thì không hợp. Không hợp đúng không? Không thể không ổn. Không. Điều gì mà làm chia tay nhanh dữ vậy? Dạ tự nhiên cái... nó hết tình cảm thôi à. Mình hết cả... mình hết hay đối phương hết? Dạ đối phương hết chị. Tự nhiên dạ. Sao nó hết? Có phải có mình gì phải chứ? Coi lại bản thân chứ. Không biết đi tại sao. Có hùng nhau chưa? Chưa. Thấy chưa? Không cho tao. Không phải. Hả? Không phải không cho. Mà tao không chịu. Cái gì vậy? Tao chịu hùng hả? Ông nào kỳ lạ ta. Sao không chịu hùng ta? Em có lần nào khiêu gợi cứ hung đi không? Nhiều khi mình không có bật đèn xanh ta không dám hung. Em nhào vô nắm tay nó chạy ra không ạ? Ủa vậy đó hả? Phủ tay em ra giờ sao giờ? Lạ quá. Em cũng thấy lạ nữa. Bạn lạ quá bạn ơi. Em thấy lạ. Rồi bây giờ tôi hỏi bạn tâm lý nè. Bạn gặp người con gái bạn muốn hung không? Người ta cho mình hung. Người ta cho luôn á. Được rồi, hung với mới dựng hung. Thấy chưa? Mà bạn bên kia bạn nói hậu á. Cái ông kia ông không hung. Ông đó bị gì rồi đó. Chỗ là chỗ đó đó. Khổ. Phải nghiên cứu cái cô này lại cái đã. Nhưng chúng mà nghiên cứu em, coi sao nha. Em có tật xấu gì không? Tật xấu hả chị? Ừ. Thì em chỉ là hơi nóng tính thôi. Với lại ngủ thì khi nào mà mệt quá thì ngủ có thể hơi ngáy thôi chứ cũng không có gì. Ngủ hơi ngáy nhưng mà chưa có hung là đâu có ngủ chung đâu. Đúng rồi. Vậy ta đâu có biết em ngáy. Thật sự là em á, anh cũng không có xảy ra cái vấn đề mâu thuẫn gì hết á. Từ lúc quen lúc chia tay chưa hề cãi nhau một lần nào hết. Hay là nhạt quá. Em phải tạo cái gì cho nó cuốn hút nó hấp dẫn lên chứ. Có nắm tay không? Có nắm tay không bạn? Dạ em nắm anh ơi. Em nắm hả? Dạ. Rồi bạn kia im ru luôn hả? Dạ. Vậy cuối cùng là bạn có thích, bạn thích trai hay thích gái? Dạ. Bạn đó đó cuối cùng là thích trai em thích không gái. Xác định được. Chắc là 3D quá. Cái gì vậy? Bạn có sở trường gì không? Cái gì cũng có chút chút chị. Nấu ăn thì em cũng biết nấu sơ sơ. Nhưng mà thường những món mà em mới biết nấu á, em không dám ăn. Em để người khác ăn trước. Vậy là nấu cho bạn đó ăn phải không? Dạ đúng rồi. Rồi. Trời ác là anh. Chắc ta ăn không được rồi. Không. Khen ngon. Khen ngon. Không biết có thiệt tình không em không biết. Bây giờ nè. Bây giờ các bạn kia cười quá chịu không nổi. Trời ơi, trời. Có nhiều cái lạ quá. Bây giờ mình nói bên đây trước đi ha. Bạn có một tài lẻ gì không? Dạ em thì có rất nhiều tài lẻ à. Tài lẻ thí dụ em, biết hát, biết đánh đàn, rồi biết khiêu vũ. Em là đi khiêu vũ cũng lâu rồi. Rồi đứng lên vừa hát vừa khiêu vũ thôi coi. Không được anh. Kệ nó đứng đi sao không đâu. Không có nhạc, không có nhạc. Kệ nó thử thử thôi. Cái là cái chân em nó hơi đau bị. Không kệ nó giờ đứng lên hát biểu diễn rồi nè. Biểu diễn đứng xích xích lên xíu cho mọi người thấy luôn. Bắt đầu. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. Dù có gió, có gió làm đầy, có tiếc buồn gì, có bất tình sầu. Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Rồi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Múa sao rách áo rách nách luôn rồi nè. Giờ mốt kiểm tra lại cái áo rách nách rồi nha. Rách đâu được coi. Giá lại coi kìa. Đó. Trời ơi sao vậy? Đi nay thì hỏi vợ mà vậy chết rồi. Không có người nào may cho em lười biếng em may. Rồi mà không còn áo nào khác sao? Trời ơi.
Đi coi vợ mà áo khổ vậy trời ơi, người ta nói cái gì dạng sự khởi đầu nan, hôm nay cái gì ngày đầu tiên mà vậy là tiêu rồi. Bên ngoài đẹp một chút gặp người yêu rồi cứ về luôn nha. Dạ, dạ, dạ. Đưa về nhà em anh nói nghe nè, giờ vậy nè ha, đưa cái này ra nha. Kỳ vậy. Thôi lỡ làm sao đâu, vậy cho người ta thương, xung quanh không có bàn tay phụ nữ. Được, vui vẻ thôi. Tướng cũng mạnh khỏe, dễ thương mà. Thật đồ chắc nụi ha. Thích người bạn gái thì sao? Chỉ cần nhỏ nhắn dễ thương, đừng có béo quá. Đừng béo quá hả? Dạ. Không, nhỏ bên kia nhỏ nhắn dễ thương lắm. Đưa má ra là nhào vô hung liền. Một chút mà được là nhào vô hung liền cho tôi. Chưa chưa hung. Chưa có được hung. Nhưng mà người ta không cho mình đâu không được. Cho. Cho. Dám không? Hay là dám cho ông kia luôn. Không cho em hung chị. Cho là hung ha. Cho là hung. Dù mình đàn ông gì mình ta nắm tay mình phủi tay ta ra là sao? Đó là ác đó chị. Ác quá. Phủ phàng quá. Đúng rồi. Sở thích khi rảnh rỗi thích làm gì? Dạ thì em hay đi coi phim, anh phim bộ. Có khi một bộ phim em coi cả năm mấy hai năm. Coi phim gì? Tôi quy chiếu phim. Chẳng hạn như phim Cô Dâu 8 tuổi nè. Cũng coi hoài, rảnh rảnh coi rồi rảnh cũng coi rồi. Không đi làm ăn xong rồi. Đời dạ, sống chợ đêm mà em không tại đây xúc là đêm anh đúng á. Đi làm coi dữ. Phải khơi ra nữa, coi không mấy phải, năm chưa. Tại chị biết sao không? Tại em làm thì cái thời gian rảnh cũng nhiều. Tại khách vô thì em mới làm, em mới kiểm định, không có khách thì thời gian rảnh rồi thì em mở TV lên coi. Trời ơi, cái này nói chương trình này phát sếp thấy coi chừng nghe sếp đuổi việc á. Em kiểm định chị thường có bao nhiêu phần trăm? Chị nếu mà em kiểm định thì chắc cũng cỡ 70%. Trời đất ơi, vậy 30% kia mất đi đâu? Thì chị kia kiểm định, em kiểm định cho em có biết đâu, mất đi đâu. Thấy kiểm định anh có miếng nào không? Có được rồi. Có lúc mà có tiền rồi. Có 70% là ngon rồi. Thôi cũng được. Ngồi chưa qua kiểm định cô kia còn mấy chục. Đừng có che nó rách nha không? Tại không có người chăm sóc thôi. Về dạ. Mai lại dùm cho ảnh, anh đang cần cái người may áo. Dạ. Áo nào cũng rách nghỉ đi, một tủ áo mà hôm nay đi tới đây cái áo rách có nghĩa là nguyên cái tủ rách hết rồi. Em biết cháu sửa chị. Đúng không? Nguyên cái tủ rách hết rồi. Ta nói có bài hát là áo anh rách vai, đúng không? Áo anh rách nách. Hát vậy khó quá. Hôm nay em tới đây có người thân đi theo không? Dạ em đi với bạn em chị. À bạn em đâu? Dạ bạn em ngồi dưới chị. Hồi đó giờ em có thấy ai mà ngày đầu tiên đi hẹn hò mà mặc áo rách nách chị? Dạ chưa thấy chị. Bây giờ em cảm nhận anh chàng như thế nào? Dạ cảm thì em thấy anh cũng được, cũng hiền. Còn vụ này sao? Dạ vụ đó thì nó cũng xí xóa cũng đỡ đỡ anh. Cũng được ha. Không sao. Bạn có đi với bạn dạ, có đi với lại mấy chị em cho công ty. Hèn chi thấy nãy giờ xóm bên này râm râm vậy râm, mà không chịu kiểm tra rồi áo quần cho bạn bè đi. Bình thường ở trong trong chỗ làm mà ảnh là người như thế nào hả chị? Quà rất hiền chị. Mà sao trong trong công ty không có cô nào để làm mai cho ảnh hả? Quá trời cô ngồi đó. Dạ trong công ty cũng có gia đình hết rồi. Ủa em thấy em gái này so với dạ thấy hiền dễ thương. Rồi chị thấy được chưa? Cặp này hợp không? Dạ thấy được. Công ty ủng hộ không? Dạ ủng hộ. Đám cưới đi nhiều. Câu này khó quá. Rồi cảm ơn quý chị. Bây giờ cho hai người gặp nhau nha. Thật ra tôi vẫn tức tức, tôi vẫn chưa tìm hiểu được nguyên nhân tại sao mà để hai người nói chuyện cho hiểu nhau tại hơn. Tại sao mà các anh bồ cô này lại không hung cổ? Kéo màn lên. Tôi tìm ra nguyên nhân. Hãy suy nghĩ vụ này á. Dạ em chào anh, cảm ơn. Hung cái trước đi nói chuyện. Cho anh hung cái mở hàng cho nó hên á, hiểu không? Phá nó không thủy xui nó đi. Trời ơi. Vô. Không cho coi cho mà hả? Cho. Không hung cho hung à. Đâu vô rồi. Cho. Để ta có cho không? Thằng nữ người ta không cho là người ta bực mình. Người ta cho thiệt, không hung ta bực á, người ta nói ba đề đó. Hả? Thể hiện bản lĩnh đàn ông coi. Trời ơi trời. Đó. Được không? Gì giật dữ vậy? Em nổi da gà. Có nổi da gà được rồi, thôi được rồi đó. Bây giờ là cảm giác được gì rồi? Mới hung tay đó. Bây giờ là nổi da gà chứ hồi mà hung mặt nó nổi da dịch nữa đó. Rồi, hai ba. Kiểm định. À, anh ở Nha Trang đây làm luôn hả? À, anh ở anh Khánh Hòa. Ủa sao vui quá cười hoài vậy? Hung chạm với cười hả? Chắc chạm với cười á chị. Em có thích coi phim không? Dạ có. Giống anh. Đã không coi phim cô vô 8 tuổi đâu. Quan điểm hôn nhân tình yêu gì đi. Em nghĩ gì về tình yêu? Em nghĩ khi mà yêu á thì phải tin tưởng. Tại vì khi mà anh không tin tưởng thì lúc đó anh sẽ bắt đầu anh kiểm soát. Mà cái người bị kiểm soát rất là mệt mỏi. Anh cũng vậy, anh cũng như em, chỉ cần tin tưởng nhau thôi. Dạ. Còn nhắm có mối tình này được mấy tháng? Qua được năm không?
hên xui chị. Nhìn vào mắt nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, chị thấy nào? Gì trong mắt nhau? Có lông mi à? Hả? Thấy cặp lông mi. Trời ơi, nguyên mặt em thấy được cặp lông mi không ạ? Bạn cảm nhận chàng trai đối diện như thế nào? Em thấy ảnh cũng hiền, cũng thật thà. Bạn có đồng ý giá áo nghe rách nghe nách cho ảnh không? Em thì mấy cái vụ may giá em dở lắm, nhưng mà cái nào rách em đem ra tiệm cho người ta giá lại. Có gì có lòng thành là được anh ạ. Lòng thành. Điều dưỡng chăm sóc tốt lắm á. Hết thời gian. Nào, kiểm định và điều dưỡng. Điều dưỡng xong rồi đem đi kiểm định. 3 2 1. Hết thời gian. Sợ quá. Đồng ý hẹn hò làm giật mình. Sát vô, nắm tay nhau coi. Làm gì? Che rồi ăn hết cái màu hồng của ta đi. Bây giờ chính thức hôn được rồi đó. Hôn nghe má. Từ từ. Hôn nghe má cho đi. Má đi. Hôn đi.